Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 11. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ cây sưa ở Đà Nẵng được bồi thường 12 triệu đồng. Công nhân ngâm mình dưới hố ga, nạo vét dầu mỡ gây nghẹt cống thoát nước. Khởi tố bắt tạm giam hai tài xế cố ý tông ô tô của nhau ở Bà Rịa. Cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và 8 đồng phạm hầu tòa. Iran công bố video máy bay không người lái theo dõi tàu sân bay Mỹ. Giải cứu toàn bộ 41 thợ mỏ mắc kẹt 17 ngày dưới đường hầm ở Ấn Độ. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 29 tháng 11. Sáng 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức gây thiệt hại 103 tỷ đồng. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo, vợ ông Nguyễn Minh Quân, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền. Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh cùng là cựu phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và một số nhân viên Bệnh viện Thành phố Thủ Đức bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Lợi thành lập 4 công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, ông Quân đã chỉ đạo gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với ông Lợi để lập, hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu để ấn định cho công ty sân sau của ông Quân trúng 27 gói thầu và được Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán theo giá đã bị Quân nâng khống. Ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản để chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 103 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 1 tháng 12. Ngày 29 tháng 11, gia đình nữ sinh lớp 12 bị tông chết ở tỉnh Ninh Thuận cho biết đã nhận được giấy triệu tập đưa vụ án ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận, cựu thiếu tá thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 5 tháng 12 tại Tòa án Quân sự khu vực 2, quân khu 5, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng phòng không không quân căn cứ điểm A khoản 2 điều 29 Bộ luật hình sự miễn trách nhiệm hình sự cho ông Phạm Văn Võ 50 tuổi, chú cựu thiếu tá Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hằng 30 tuổi, vợ cựu thiếu tá Minh. Ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối, quyết định đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ và bà Hằng. Theo nội dung của cáo trạng, hành vi của Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng đã cấu thành tội khai báo gian dối. Tuy nhiên, tội mà các bị can phạm phải là tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, đều có nhân thân tốt. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Võ và bà Hằng nhận thức được sai phạm của mình, luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy, việc đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối, đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Văn Võ, Huỳnh Thị Kim Hằng của cơ quan điều tra được cho là có căn cứ, đúng pháp luật. Như đã thông tin, ngày 28 tháng 6 năm 2022, Hoàng Văn Minh lái ô tô chạy trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, đã va chạm xe máy do em Hồ Hoàng Anh chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm nạn nhân qua đời vào trưa cùng ngày. Khi đưa Hồ Hoàng Anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, trong quá trình chờ, do nể nang trước lời đề nghị của ông Minh, ông Võ đồng ý nhận là lái xe ô tô tông chết nữ sinh. Ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tại công viên 30 tháng 4, thành phố Tây Ninh, nghi phạm là người đàn ông 57 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh, làm nghề chạy xe ôm truyền thống, xảy ra cãi vã với một nam tài xế xe công nghệ 30 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sau một hồi cãi nhau, nghi phạm đã dùng dao đâm tài xế xe công nghệ bị thương nặng. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo người dân khu vực, trước đó có nghe hai người cãi vã nhau vì liên quan đến việc chở khách. Sau khi đâm tài xế xe công nghệ, nghi phạm bị người dân tạm giữ và bàn giao cho công an khu vực.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Sáng ngày 29 tháng 11, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với hai người cố ý làm hư xe ô tô của nhau. Hai người này là Nguyễn Đình Kỳ, 41 tuổi, quê Thanh Hóa, trú thành phố Bà Rịa, và bà Phan Hoàng Bích Tiên, 31 tuổi, quê Đồng Nai. Theo đó, mỗi người bị tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, tối 20 tháng 11, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thành phố Bà Rịa, có hai chiếc xe ô tô đã cố tình tông vào nhau. Cụ thể, ban đầu xe ô tô biển số Đồng Nai của bà Bích Tiên điều khiển đã cố tình tông vào đuôi xe ô tô hiệu Lexus biển số Vũng Tàu do ông Kỳ lái. Ngay sau đó, ông Kỳ quay đầu xe Lexus rồi tông trực diện vào đầu xe của bà Bích Tiên hai lần. Hậu quả, phần đầu của hai ô tô xe nát bươm, hư hỏng nặng. Ngay trong tối 20 tháng 11, các cơ quan chức năng của thành phố Bà Rịa đã có mặt tại hiện trường để xem xét sự việc. Ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Bà Rịa đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai người trên để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Những ngày sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục gia hạn lệnh tạm giữ để điều tra và chờ kết quả giám định thiệt hại của hai xe ô tô. Đến sáng ngày 29 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Kỳ, bà Phan Hoàng Bích Tiên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Về nguyên nhân vì sao hai người trên cố tình làm hư hỏng tài sản của nhau, cơ quan điều tra cho biết ngắn gọn do mâu thuẫn. Ngoài ra, đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố, làm rõ để xử lý tiếp theo pháp luật. Trưa 29 tháng 11, Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã mời chủ nhà cùng đại diện nhóm người cư cây xưa tại số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Trương Thanh Lộc, 34 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường An Nguyên, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng, nói doanh nghiệp ông được phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu giao gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh trên quận Liên Chiểu. Sau đó, doanh nghiệp này đã hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Lý Xanh để thuê xe, thực hiện chăm sóc cắt tỉa và thay thế cây xanh bị sâu mục. Ngày 27 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Lý Xanh cho công nhân dùng xe cộ chăm sóc cây trên trục Nguyễn Khắc Nhu. Nhóm công nhân gọi điện thông báo cho chủ doanh nghiệp biết có cây sưa cần đốn hạ ở số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu và được đồng ý. Tại trụ sở công an phường Hòa Khánh Nam, trưa ngày 27 tháng 11, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Lý Xanh và công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường An Nguyên đều thừa nhận sai và xin được đền bù, khắc phục hậu quả. Bà N, chủ nhà 56, đồng ý với lời xin lỗi của đơn vị đốn cây sưa và yêu cầu đền bù 12 triệu đồng tiền trồng, chăm cây sưa. Yêu cầu này được chấp thuận. Trước trụ sở công an phường Hòa Khánh Nam, chiếc xe cẩu tải chở theo cây sưa đã cắt hạ trước đó cũng được đưa về để đối chứng, phục vụ kết luận sự việc. Ngày 29 tháng 11, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera quay lại hình ảnh nam thanh niên dùng dây cột cửa một số phòng trọ, sau đó lấy trộm tài sản. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại nhà trọ trong hẻm đường Tân Sơn Nhì, thuộc phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ sáng ngày 26 tháng 11, một nam thanh niên đã vào dãy nhà trọ, dùng dây cột cửa một số phòng trọ, sau đó trộm tài sản. Tuy nhiên, sau khi dùng kìm cắt được dây xích khóa sau xe máy, thanh niên này dắt xe thì thấy vẫn còn một khóa khác ở đĩa bánh trước nên để lại xe máy. Sau đó, nam thanh niên đã lấy một chiếc xe đạp, dắt ra ngoài. Sáng cùng ngày, một số người dân ngủ dậy thì phát hiện cửa phòng trọ bị cột dây từ bên ngoài nên nhờ người khác mở cửa. Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh. Ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện các bảng điện tử quảng cáo chạy LED của một số cá nhân, tổ chức, trường học, cơ quan trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị. Theo Công an Quy Nhơn, Cục An toàn Thông tin ghi nhận những bảng LED bị thay đổi nội dung thường là bản cũ hoặc bản có xuất xứ không rõ nguồn gốc. Các bảng LED này có chung một đặc điểm là cho phép quản lý thông qua Wi-Fi và thường dùng mật khẩu Wi-Fi mặc định, dễ đoán. Hiện nay cũng có rất nhiều ứng dụng trên điện thoại cho phép chỉnh sửa nội dung bảng điện tử LED ngay trên thiết bị di động, phổ biến nhất là LED Art. Chỉ cần kết nối vào Wi-Fi của bảng LED, sau đó truy cập vào ứng dụng là có thể chỉnh sửa được nội dung trên bảng. Ngoài ra, trên TikTok, Facebook cũng chia sẻ cách sửa nội dung bảng LED. Nhiều bạn trẻ học và làm theo để khoe, dẫn đến bảng LED nhiều nơi trên cả nước bị sửa.
chỉ cần biết được mật khẩu Wi-Fi của máy điều khiển bảng LED, người ta có thể dùng app để xâm nhập và điều chỉnh nội dung hiển thị trên bảng LED. Để khắc phục, Cục An toàn Thông tin đề nghị các cơ quan tổ chức liên quan kiểm tra rà soát lại mật khẩu Wi-Fi bản điện tử mình đang sử dụng, đổi sang mật khẩu khác phức tạp và khó đoán hơn. Mật khẩu cần có nhiều hơn 8 ký tự, bao gồm cả chữ, cả số, ký tự đặc biệt. Tắt Wi-Fi trên thiết bị nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây. Vào tối ngày 28 tháng 11, bảng LED tại một trường học ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định xuất hiện dòng chữ nhà cái 3 chấm, được người dân quay video lại. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công an phường đã kiểm tra và xác định hệ thống điều khiển bị xâm nhập trái phép. Lực lượng chức năng đã gỡ bảng LED trường xuống và cài đặt lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dầu mỡ thường được người dân xả trực tiếp xuống cống thoát nước, đặc biệt là các nhà hàng, quán ăn. Lâu ngày, dầu mỡ thừa tích tụ và bám chặt, làm nghẹt cống thoát nước, bốc mùi hôi nặng. Gần đây, việc duy tu dọn dẹp cống rãnh dần được cơ giới hóa, áp dụng máy móc. Nhưng do hệ thống cống rãnh chưa đồng bộ, nhiều nơi vẫn phải làm việc thủ công. Các công nhân phải chui sâu vào lòng cống, dùng xà beng cậy từng mảng dầu mỡ thừa để khai thông lòng cống. Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Xây dựng, tình trạng dầu mỡ đóng tảng trong lòng cống làm giảm khả năng thoát nước, tăng nguy cơ ngập nước khi trời mưa, gây mùi hôi. Vừa qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cơ quan chức năng giám sát nước thải nhà hàng, cơ sở ăn uống. Thành phố đã thi công lắp đặt miệng thu kiểu mới để tăng diện tích thoát nước, chặn rác và giảm mùi hôi. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 28 tháng 11, hãng thông tấn MEHR News của Iran công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV của nước này đã phát hiện nhóm tàu sân bay Mỹ ở vịnh Aden và biển Oman. Theo MEHR News, đoạn video được quay vào ngày 26 tháng 11 khi tàu sân bay Mỹ đang đi qua eo biển Hormuz. UAV của Iran đã theo dõi nhóm tàu sân bay này từ trên không, bao gồm cả việc ghi lại hình ảnh các hoạt động trên boong tàu và dàn khí tài trên tàu sân bay USS Eisenhower. Chính quyền Mỹ chưa đưa ra bình luận về đoạn video này. Tuy nhiên, theo các hãng tin độc lập, việc truyền thông Iran công bố đoạn video trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Hải quân Mỹ tuyên bố trên mạng xã hội rằng tàu sân bay USS Eisenhower đã đi qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư. Mới đây, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã chính thức công nhận cá đuối khổng lồ Borami trên sông Mekong là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Cá đuối Borami được người dân tỉnh Stung Trang, Campuchia câu được vào tháng 6 năm 2022. Con cá dài 4 mét và nặng đến 300 kg. Borami được gắn thiết bị theo dõi âm thanh để các nhà nghiên cứu có thể xác định môi trường sống quan trọng của loài cá này. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2023, cơ quan chức năng Campuchia đã phối hợp với tổ chức kỳ quan của sông Mekong thả về tự nhiên một con cá tra khổng lồ có chiều dài 204 cm, vòng thân 110 cm và nặng khoảng 110 kg. Theo các nhà khoa học, sông Mekong đoạn qua Campuchia là nơi sinh sống của nhiều loài cá khổng lồ hơn bất kỳ con sông nào trên thế giới. Theo hãng tin Reuters, lực lượng cứu hộ ngày 28 tháng 11 đã giải cứu tất cả 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm bị sập ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Các công nhân đã mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở độ sâu khoảng 60 mét bên trong dãy núi Himalaya. Những người này nhận được thức ăn, nước, ánh sáng, oxy và thuốc men qua một đường ống. Sau nhiều ngày phối hợp làm việc của nhiều lực lượng, tất cả các công nhân đã được giải cứu thành công. Trong đó có việc phải khoan lối bằng thủ công những ngày cuối. Thông qua một ống rộng 90 cm, tất cả các công nhân đã được kéo ra khỏi đường hầm trong khoảng 1 giờ. Hiện các công nhân cần phải có thời gian để thích nghi lại với điều kiện trên mặt đất, nơi có nhiệt độ khoảng 14 độ C. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ đã đồng loạt bày tỏ sự vui mừng trước thông tin giải cứu thành công nói trên. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá rằng đây là tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo, tinh thần đồng đội. Đường hầm này là một phần của đường cao tốc Chatham, trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Các nhà chức trách chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ sập hầm, nhưng khu vực này thường xuyên xảy ra lở đất, động đất và lũ lụt. Hãng thông tấn RIA Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tàu khu trục lớp khinh hạm của hạm đội Biển Đen đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng 4 tổ hợp tên lửa hành trình Kalib vào sáng ngày 29 tháng 11.
thông báo cho biết thêm các tàu thuộc nhiều lớp phối hợp với máy bay và trực thăng của Hải quân cùng một số tàu tuần tra vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea đã truy tìm và phá hủy các xuồng không người lái, cũng như tàu đổ bộ tốc độ cao của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo cơ quan này, cả 4 tên lửa Kalib đều nhắm trúng các mục tiêu được chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Mặt khác, phía Ukraine nói rằng hạm đội Biển Đen của Nga có thể đã tấn công bằng 16 tổ hợp tên lửa Kalib thay vì 4 tổ hợp như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine cũng nâng mức độ đe dọa bằng tên lửa ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea lên mức rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng không khí lạnh, chiều tối và đêm nay 29 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 20 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, vài nơi có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, cao nhất là 30 đến 33 độ C. Dự báo từ đêm 30 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 30 tháng 11, từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, hệ thống Facebook và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.